chào các bạn, mình mới thả con gái xuống cái convention center. Chỗ này nó có cái hội anime đó, mấy đứa nó mặc costume. Trong đó nó bán ba cái đồ chơi linh tinh này nọ. Đây là downtown San Jose. Đông quá trời luôn à, không đông bằng ngày hôm qua. Hôm nay tại chắc mưa. Faname kẹt xe chỗ này quá vậy. Quá trời đông. Mấy đứa nhìn già bốn mấy chục tuổi cũng còn vô đây chơi. Tưởng con nít nó vô rồi thôi chứ. Ba cái hình chuyện chuyển hình hả, hình chuyển ta mấy cái comics books đó. Hồi nhỏ mình thích chứ mà lớn rồi nó đâu có thích, mà giờ có thằng cháu nó lớn rồi nó đi làm mà nó vẫn thích sưu tầm mấy cái anime, mấy cái hình hoạt họa của Nhật Bản á. Nhưng mà nó là học về nghề vẽ cho nên nó vẽ nó thích rồi cũng không nói nổi, nó cái sở thích của nó là vậy. Mình chưa có đi vô trong này, bây giờ nó bán giá như 50 đồng giá mới vô hay gì. Nhớ hồi nhỏ đi bữa củi đi làm gì đang kiếm được chút đỉnh tiền chạy đi mua mấy cái truyện hình coi. Có mướn sách coi Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh gì đó quên rồi. Rồi Duyên Anh chuyện rồi đó, mướn sách coi rồi đó. Sau này có bao giờ đọc sách nữa đâu. Nhớ cái cuốn sách đọc cuối cùng là đi học trong trường bắt phải đọc á thì mình đọc nguyên cuốn sách rồi mình viết report. Thì ra từ đó tới giờ là không bao giờ đọc sách nữa. Đọc magazine thì có, báo chí rồi thì có. Bây giờ thì chỉ có internet trên mạng á, đọc. Tự nhiên muốn ghé cái chỗ Lứa Rồi Sài Gòn mua cái bánh xèo ăn quá, mà thôi chắc cưỡng lại đi. Bánh xèo cũng tốt mà hả, chỉ có chút bột chứ còn nhiêu là rau không à. Nhưng mà làm biến đi vô đâu á. Xanh lè như con cắt kè. Trời ơi, đi quần tuột lên kéo. À,
Mấy đứa này nào cũng hai mấy tuổi vậy chứ đâu có nhẹ hay nhỏ. Có nhiều đứa sơn mặt người mặc đồ rồi dưới nhìn mặc cái đồ Tề Thiên Đại Thánh vô bà Trương Bát Giới rồi vô đây. Hình như cái kiểu mà hình hoạt họa của Nhật Bản không à, tụi nó mặc cái kiểu đó Sailor Moon rồi gì đó Street Fighter mấy cái game mỗi đứa có sở thích ngộ ha. Kiêng ăn mà tối ngày cứ thèm cái này thèm cái nọ hoài các bạn kỳ cục quá à. Đừng có nghĩ tới đồ ăn nữa. Nhưng mà trên Instagram mình với lại YouTube toàn là coi ba cái street food không à. Vừa ăn cà rốt vừa ăn rau mà coi người ta ăn thịt thấy thèm. Có đứa nó mặc cái giống như cái bikini vậy đó, đưa hai cái mông ra, trời đất, không thấy được rồi, cản bị cản rồi. Đây nè, cái Ngọc Trinh, nghe nói tới đưa hai cái mông. Ngọc Trinh đi con bị người ta chửi quá ha, mặc cái đồ mà see through á, báo chí Việt Nam chửi quá chừng quá đó. Không có nghề ngỗng, không có cái gì phải làm chi cho nó nổi tiếng vậy ha, phải bò phải bày chiêu trò ra. Học Trinh làm cái model mà đâu có cơ để thấy quảng cáo hay gì đâu, Việt Nam mình không biết có không, thôi coi kiếm tiền bằng cách nào ta, có nhiều tiền đi mua sắm đồ hiệu quá là còn dư đâu nữa. Lâu lâu buồn buồn coi tin tức Việt Nam, ngôi sao này chửi ngôi sao kia chửi qua chửi lại vui thiệt. Bên góc đường có cái cây bông màu tím tím hết trơn, tím lè luôn. Đang suy nghĩ không biết mai mốt về Việt Nam kiếm chiếc xe mà ba bánh á, Honda mà ba bánh lái cho nó dễ đi vòng vòng Việt Nam được á. Đi hai bánh thì sợ té. Đi về Trà Vinh ăn dừa. Mỗi một vùng miền Tây có một cái đặc sản mà không được kiếm mấy đồ ăn. Cá tai tượng, cuốn bánh tráng. Cù lao hải sản. Hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu Bờ Năm Sa Đéc. Cơm gà lông xiên. Thèm quá đi. Về ghé mua cho đồ ăn cho con làm biếng nấu quá. Đặt cái pizza cho nó xong cho rồi.
đi ngang cái lữ đồ Sài Gòn muốn ghé vô ghê nha. Mà chỗ đó là chắc thế nào cũng mua chè, mua ba cái đồ mà không tốt cho mình hết, thôi nhịn đi. Lúc sáng trời mưa đó chứ bây giờ nó tạnh rồi. Chút ra freeway nhìn lên hướng núi, may quá trời luôn. Downtown San Jose nằm bên tay trái của mình á, mình mới thả nha con gái xuống. Nhà lầu thì không có bằng như Chicago hay New York City gọi là trời đó. Nhìn bầu trời kìa. Weekend nên xe nó chạy thoải mái. Tấp vô số đường 11 này là đi vô cái lối đường Sài Gòn á. Ôi, trên núi nhìn mây quá trời, biết mưa không? Mưa ấy làm biển đi bộ đó, có cớ. Ghé vô đây mua cái pizza. Mountain Mike Pizza. Xin chào các bạn. Mới ăn xong chút đỉnh, đi ra ngoài đi bộ vòng vòng trong sân nhà cho nó tiêu bớt cái ăn. Trời hôm nay chuyển mưa quá. Hôm nay lạ thiệt á. Mưa còn cuối tháng 5 rồi và vẫn còn mưa, nhìn bầu trời nè. Tứ phía chứ. Phía nào cũng thấy mây hết à. Giờ gió lạnh, nãy bước ra tính không mặc áo lạnh. Ai ngờ gió thổi lạnh quá. Trời mưa lạnh như vậy, nãy mình coi có một người ta thích đi cắm trại mà dưới mưa đó, xong có che cái liều xong ngồi trong cái liều đốt cái lửa. Trời lạnh mưa thấy thảm não, nhưng mà cũng có cái thú vui hả, ngồi bên mé sông cái ngồi trong liều che lại mưa, nó có cái ghế ngồi đó chắc lạnh lắm. Nhiều người thích ở một mình vậy đó. Gió thổi nè. Cây gió thổi quá chừng không. Cắm trại cũng có cái thú vui ha.
mình đi chắc 1-2 ngày là mình chịu hết nổi rồi, chắc phải về. Chứ còn nhiều người ta đi cũng chạy đến cả tuần ở một mình nè, buồn chết luôn. Thứ nhất ở trên Canada rất nhiều đất rộng á, có nhiều người ta thích cái thú mà đi cắm trại mùa tuyết, đi ra lội thiệt là xa, xong rồi cái dựng cái lều giữa bão tuyết, xong rồi ngồi ra nấu nướng ăn đốt củi. Trời lạnh lạnh gió này đi ra ngoài chán quá. Ít nhất không có ai mình nói chuyện thì không, người ta nghĩ mình không có khùng. Cầm cái camera đi tới lui nói chuyện. Thấy vui là ở có cái kênh ở Việt Nam á, gì dân giả, miền Tây dân giả hay có gì quên mất rồi. Mấy ông tụ nhau ngồi nhậu. Thấy vui vui. Ước gì mình được nhậu vậy một bữa. Cứ vô chừng tiếng đồng hồ sau là xỉn. Ông nào vô 1-2 lon bia nói sùm trời đất hết. Mà nay nấy nói là rượu vào lời ra ha. Đi tới lui vậy mà chứ không biết làm gì cho nó tiêu bớt lạnh quá thì vô. Giờ có rượu sake ấm ngồi nhâm nhi với khô mực đồ thì cũng đã ha. Tối ngày nhậu với lại ăn uống không. Lạnh quá thôi đi vô các bạn ơi, đi bộ được một chút xíu thôi, trời gió lạnh quá. Xin chào nha.